điện máy Ngọc Mai xin này được chào toàn thể các bác rất vui lại gặp lại các bác trong một cái đoạn video này à, hôm nay thì bên em có cái chương trình sale cho các bác nhà mình về rất là nhiều các mã máy hôm nay thì có nhiều những cái mã thanh lý với cái mức giá cực kỳ là hời các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn mua cái mã làng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại này nhé số thứ nhất là 0378487818 hoặc là số thứ hai là 0989458200 khi mà đặt hàng thì các bác có thể là nhấc máy lên alo điện thoại hoặc là trực tiếp nhắn tin cho bên em để đặt hàng à, những cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì em cũng rất mong là các bác sẽ theo dõi thật kỹ video. À, xem hết video để có thể là lựa chọn cho mình những cái mã sản phẩm ưng ý nhất nhá ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hời các bác đặt mua cái mã nào thì các bác nhớ là đọc cho em đúng tên mã sản phẩm đó để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm không bị sai mã sản phẩm nhá một cái mã đầu tiên ngày hôm nay em sẽ treo cho các bác này đó là một cái túi đựng đồ ngà rất chi là đẹp và chắc chắn luôn cho em với cái túi này thì bên em sẽ bao bền bao đẹp bao rẻ cho các bác ạ à. túi sẽ có thiết kế này hai bên nó sẽ có hai cái dây sách tay như thế này nhá và một cái dây đeo vai này nữa và thiết kế của túi sẽ có rất là nhiều ngăn một ngăn to chính này đấy bên mặt trước là hai ngăn kéo khóa như thế này mặt sau hai ngăn kéo khóa và bên sườn là mỗi bên một ngăn như thế này cho em đặc biệt các bác nhìn giúp em cái đáy túi này sẽ được đan dây rất chi là dày dặn đẹp và chắc chắn luôn thì với cái túi sản phẩm túi này bên em đã cung cấp rất là nhiều rồi bác nào mà đã sử dụng qua thì các bác cũng đều phản hồi chất lượng rất là tốt và với cái túi này em sẽ cam kết với các bác nó là một cái mũi hàng chuẩn đẹp loại một đẹp từng đường kim mũi chỉ cho em nhá Các bác lấy cho em túi size chung sẽ là 230.000 và size đại sẽ là 260.000 và với kích thước túi size chung sẽ là cao 25 dài 42 và rộng 20 cm. Còn size đại sẽ là cao 32 dài 48 và rộng 22 cm. Em sẽ quay sát cho các bác cận cảnh một lần nữa để các bác có thể là nhìn rõ về cái chất liệu của túi nhá. Bao đẹp này. Đẹp từng đường kim mũi chỉ cho em và chất liệu vải bố mỹ siêu bền cho em Cái này các bác sử dụng thì cứ bền theo 5 tháng luôn Các bác mình có thể là mua về để sử dụng này Đựng đồ đi làm này hay là gia đình đi du lịch nghỉ mát Thì mình có thể là sử dụng để đựng dụng cụ quần áo Đấy, đựng quần áo đi chơi Đấy, đựng cái gì cũng được luôn cho em nhá Cứ đựng đầy là thôi, không có bao giờ mà lo bị bụng rách đâu ạ Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ là tiện ích luôn Bác nào mà không có nhiều thời gian để mình dọn dẹp nhà cửa Thì mua ngay cho em một con máy hút bụi như thế này Đây, máy hút bụi 2 trong 1 Các bác vừa sử dụng này hút bụi, thổi bụi được luôn cho em nhá Nếu như các bác lắp cái đầu này là đầu thổi thì hút các bác quay sang cái đầu bên này Đấy, giá cho em là 550.000 thôi được bao ship trên toàn quốc và cái độ bền của nó cực kỳ là cao khi mà các bác mua máy hút bụi thì con này nó sẽ sử dụng điện 220v nhá và công suất là 1000w đi theo phụ kiện nó sẽ có đầy đủ những cái đầu hút đầu thổi to nhỏ và những cái lối dài nói chung là đầy đủ hết luôn cho các bác nhà mình à, một cái máy cưa đây Máy cưa gỗ 185 của Hukan sử dụng lưỡi 185 cho em nhé. Ngày hôm nay sẽ có mức giá 850 000 một bộ các bác ạ. Được tặng kèm theo một cái lưỡi cưa luôn, giá rất chi là rẻ luôn cho em nhé. Đây là một cái con máy chuyên vít hàng chính hãng của Akuza. Siêu mạnh luôn cho em có hai đèn này, sử dụng này chân pin là chân pin phổ thông nhá, máy động cơ không chổi than, đầu chuyên vít dựng vít cực kỳ là chắc chắn. Con này có mức giá 1.750.000đ các bác ạ, có một máy 2 bi và một nào. Sử dụng để bắn hít, bắn tôm, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường Ok hết luôn cho em Có 2 pin 5 cell đi kèm nha các bác nha Chân pin phổ thông Đặc biệt cái thân máy này về các bác lắp với những cái quả pin 10 cell, 15 cell Mình vẫn xài được luôn cho em là đây là một cái máy đánh bóng này Đánh bóng Makita công suất 600W nha Các bác sử dụng đánh bóng ô tô cực kỳ là ok cho em luôn Giá cho em là 450.000 thôi Quá là rẻ luôn một con máy hàn siêu mini siêu nhỏ gọn như thế này ngày hôm nay sẽ có mức giá là 950.000 các bác ạ à. chiều này là 20cm chiều này 15 và cái chiều này là 10cm thôi máy của Ken Mac nha máy ARC 200 f đây các bác nhìn giúp cho em này Đấy, nó sẽ xuyên thấu cho các bác nhìn thấy hết nội thất bên trong là thấy cái củ đồng nó rất chi là to cái này thì bao cho các bác là hàn que hai ly rưỡi từ sáng đến tối cho em Chấm thẻ que 3 ly 2 cho em tầm 2 3 que là ok nhá. Với cái sản phẩm này các bác sẽ được bảo hành trên toàn quốc là 1 năm. Các bác gọi cho em là máy hàn Kenmax giá tới tay các bác là 950 000 sẽ có phụ kiện đầy đủ máy, dây hàn, kìm hàn và kẹp mát luôn cho em. Máy cưa xích điện này. Đấy, máy cưa xích điện của cổ Ammax sẽ có phụ kiện đầy đủ lam và xích đi kèm cho các bác. Giá cho em là 999k nha các bác nha. Em bao ship về tận nơi cho các bác luôn. À, bên này sẽ là một cái con máy khoan bê tông. À, bên em đang có cái chương trình thanh lý cho các bác này. Máy khoan bê tông bóp. Con này không có hộp nha, chỉ có máy và tay cầm thôi. Sử dụng điện 220V và công suất của máy sẽ là 800W ạ. À. À, con này ngày hôm nay sale cho các bác là 650 000 nhá, là bao ship là lưu ý cho em, nó sẽ không có hộp đựng ạ, à, chỉ có máy và tay cầm thôi. Công suất 800W giúp cho em máy ba chức năng, có đảo chiều, máy đầu gài nhá. Đầu mũi khoan 2-26. Còn các bác muốn lấy nguyên hộp thì các bác lấy cho em sang cái con bê tông của Huka này. Đây. Con hu can màu đen này nha, con này mã là HK94 nha các bác. Con này sẽ có mức giá 900 000 nghìn thì nó sẽ có nguyên hộp cho em, hàng công ty hàng chính hãng của hu logo dập nổi. Con này công suất là 1020 W này, nguyên bộ sẽ có máy tay cầm có hộp đựng và tặng kèm các bác hai mươi đục ba mấy khoan. Ngày hôm nay đặc biệt bác nào chốt con HK94 em sẽ tặng các bác một cái thước rút tự hãm 7,5 m thế này. Đấy. Cái thước rút này nhá em sẽ quay chi tiết cho các bác này Thước rút 7,5m này rất là xịn sò luôn các bác Thước rút tự hãm nhá Cái thước này là giá 50k này các bác này Thước này 50k Đấy Thước này 50k nhá các bác có thể là tham khảo bổ sung thêm vào đơn nhá 50k một cái thước rút tự hãm 7,5m rất là xịn sò như thế này Ngày hôm nay bác nào chốt cái con bê tông Hukan K94 HK94 này em sẽ tặng các bác cái thước này nhá Tặng cho tầm độ 10 bác khách hàng đầu tiên đi hệ giá cực kỳ là hời luôn cho em Tiếp theo sẽ là một con máy khoan bu lông Đây Các bác nhìn giúp cho em cái con bu lông của Hukan X1 ạ à. Con này con đời sau nhá Đời sau thì nó sẽ có nâng cấp lên rồi Cái lực siết của nó sẽ là 350 Newton Và máy thì nó vẫn sử dụng là đầu bu lông 2 trong 1 như này Bu lông 1 phần 2 có lỗ lục rất ở giữa Cắm vít vào đây để bắn tôm bắn vít được và cái vỏ máy của nó sẽ là vỏ chống va đập chống rơi vỡ Các bác làm rơi rớt máy nó cũng không có bị vỡ vỏ hay là bị sát cốt máy nhá Con này nó sẽ theo hai quả pin cho em một quả pin 10 xeo và một quả pin 15 xeo à, Logo dập lỗi này Đấy, Cái con này ngày hôm nay xeo cho các bác với mức giá 1 triệu rưỡi nhá Là nó sẽ có theo hai pin một pin 10 xeo, pin 15 xeo Tuy nhiên ngày hôm nay bác nào mà chúc con mẫu huka này Em sẽ tặng các bác này một cái bộ khẩu bắn bu lông 12 chi tiết đây cái bộ khẩu như này cho em nhá đấy bộ khẩu bắn bu lông 12 chi tiết đối với những bác nào mà chốt máy hu x một vào rồi nha các bác nhá chương trình em sẽ tặng quà cho các bác đến khi nào hết khẩu thì thôi cho nên là các bác mình chốt thì mình chốt sớm để mình nhận được cái phần quà có giá trị à, trị giá 200k đó con này là con x một đời sau là triệu rưỡi còn các bác lấy đời đầu là em còn hai ba bộ đời đầu nữa là thanh lý lốt cho bác giá một triệu tư nhé Đấy, bác nào mua thì liên hệ em cái dòng này thì các bác sử dụng rất là êm Riêng về cái mã X1 thì các bác sử dụng rất là nhiều rồi Bác nào mà đã sử dụng qua thì không có cái điểm gì để mà chê được cái sản phẩm này cả Tiếp theo sẽ là một con máy chuyên vít Đây Chuyên vít của Day watt nha các bác nhá Mã XR đầu chuyên vít này Máy không than và con này nó sẽ kèm theo hai quả pin trên pin ba cạnh đấy ạ Giá cho em 1 triệu 150 nghìn Có hai pin 10 xe Gọi cho em là chuyên vít Day watt mã XR nha các bác nhá 1 triệu 150 nghìn còn đây thì sẽ là cái thân máy cơ kiếm của Hukan ạ. À. À, thân máy cơ kiếm của Hukan thì chưa kèm theo pin các bác nhá. Giá cho em là 700. Là nó chỉ có máy này, có túi đựng này, hai đĩa hai cái lưỡi cưa, một lưỡi cưa sắt, một lưỡi cưa gỗ cho em nhá. Chưa có theo pin nhá các bác nhá. Bên này sẽ là một con máy bu à, lông. bu lông pin của Daiwat. Với cái dòng bu lông pin của Daiwat thì nó sẽ là một con máy bu lông lực siết mạnh nhá để phục vụ các bác bắn những cái ốc 20 30. Đây Giá cho em sẽ là 1 triệu ba Con này sử dụng động cơ từ không than Và đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông 1 phần 2 Nhưng mà bu lông đầu đặc nhá Và pin nó sẽ là pin 10 xe cho pin phổ thông Đi theo máy có 2 pin 10 xe luôn cho em Giá cho em là 1 triệu ba các bác ạ 1 triệu ba và thân máy mài của Makita này Cái này ngày hôm nay em còn số lượng ít Em thanh lý lốt cho các bác nha Cái thân máy này nó sẽ sử dụng công tắc bóp Máy là máy một tốc này chạy động cơ không than và chân pin phổ thông điều chỉnh 3 chế độ nhanh chậm cho em. Ngày hôm nay em thanh lý cho bác thân máy mài Makita là 420 000 nghìn là chưa kèm theo pin nhá và phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi là cũng không có. Nếu như bác nào muốn lấy thêm tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi thì sẽ là 450 000 nghìn Đấy các bác lấy như thế nào thì báo trực tiếp cho nhân viên chốt đơn hộ em. Đó, bên này sẽ là một cái con máy khoan hoàn điện của Hukan đấy các bác Đây, con này logo dập lỗi nhá Đầu 13 ly, con này đầu 13 ly cho em à, Có búa này, đấy, có búa Đầu 13 ly có khóa mở và công suất là 750W Giá cho các bác là 470.000 nhá 470.000 một cái Đó, còn bên này là đầu 10 Đầu 10 thì sẽ phục vụ cho các bác thợ bắn máy tôn Giá cho em là 399.000 Đây, logo dập lỗi này cho em Con này thì đầu 10 nó sẽ là công suất 550W các bác ạ Máy bào của Ken Mark này Vỏ nhựa nhá Sử dụng lưỡi 82 Cho em giá sẽ là Là bao nhiêu ạ Cái này là 700 nha các bác Gọi cho em là bào vỏ nhựa khoa ga mili đây ạ khoa ga mili để kho lông chó lông vịt nha Hay là hàn ống đồng như này Kèm theo tặng các bác là mấy cái que hàn Và một ít thuốc hàn như này nữa Giá cho em là 120 em bao ship nha Kính hàn điện tử này kính hàn điện tử này bảo vệ đôi mắt cho các bác an toàn tuyệt đối 100% khi sử dụng máy hàn giá cho em là 150.000 thôi giá xem sập sàn luôn các bác nào mà hay sử dụng máy hàn ý, hoặc là các bác xài gia đình các bác làm ít thì các bác lên mua cái kính như này nó sẽ an toàn nó sẽ không bị đau mắt nha các bác nhá bên này sẽ là một cái máy sấy tóc này à, máy sấy tóc công suất cực đại cho em 5.000W nha sử dụng điện 220V có hai cái công tắc tắt mở như này giá cho em là thanh lý cho bác 200.000 thôi bao ship tận nơi cho các bác nha bên này nó sẽ còn rất là nhiều các sản phẩm máy khoan pin ngày hôm nay sẽ có cái chương trình xe với cái giá cực hời các bác nào chốt thì mình nhanh tay là có đơn cho em đây là một con máy bu lông của Hitachi con này chạy cực kỳ là êm luôn cho em ạ à. Đầu máy sẽ là đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2 như thế này, kiêm vít kiêm tôn thoải mái nhá. Máy sử dụng động cơ không chổi than các bác ạ và pin của nó sẽ là pin 10 cell đấy. Đi theo máy có 2 quả pin 10 cell. Nguyên bộ sản phẩm này sẽ có bao gồm một thân máy, 2 pin, 1 sạc, 1 khẩu 22, 1 dây đeo và một hộp đựng. Giá ngày hôm nay tới tay các bác sẽ là 699 000 các bác nhá. 699.000 đồng thôi Được miễn phí ship trên toàn quốc Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng Trước khi thanh toán tiền giúp cho em ạ à, Và sẽ làm một cái con máy Hukan Đây Hukan XC5 nha các bác Hukan XC5 Giá cho em 750.000 ạ Con này nó sẽ sử dụng pin 4 cell Pin tròn 4 cell đấy ạ Đầu autolock 10 ly Và con này sử dụng động cơ từ không chổi than cho em nhé Rất là nhỏ gọn đẹp và chắc chắn luôn cái này các bác gọi cho em là máy khoan Hukan pin 4 cell mã XC5 giá cho em là 750.000 Và đây thì sẽ là một con máy khoan Hukan hàng chính hãng mã F8 Các bác gọi giúp em là máy Hukan 5 cell chạy động cơ có than ạ à. con này nó sẽ có 3 chức lăng và điều chỉnh 25 cấp chuột đầu 10 ly tự xiết cho em Và đi theo máy có 2 pin 5 cell nhá và cái bộ này các bác mua nó sẽ có nguyên hộp một máy hai pin một sạc và phụ kiện đi theo sẽ có rất là nhiều những cái đầu mũi khoan mũi vít nhá giá cho em là 600.000 các bác ạ 600.000 một máy nhá nguyên hộp luôn cho em thân bơm lốp của Hukan cái đợt này nó cải tiến đây này đây có đồng hồ nhá có đồng hồ và chân pin sẽ là chân pin phổ thông luôn về các bác tận dụng và những cái quả pin sẵn có pin của máy khoan máy cắt là các bác xài được nhá À, chân pin phổ thông này logo dập nổi nhá bơm xe ô tô thì tuyệt vời thôi rồi luôn cái mã này các bác gọi cho em là thân bơm lốp của Hukan ạ à. giá cho em là 550 nghìn thôi quá là rẻ luôn máy 12 tia của Akuza đây các bác giá ngày hôm nay sẽ là 1 triệu 200 nghìn Tuy nhiên cái dòng sản phẩm này phụ kiện nó sẽ rất là đầy đủ nhá có máy này hai pin và một vỏ pin có điều khiển từ xa và những cái phụ kiện gắn đường sẽ đầy đủ cho các bác tuy nhiên là em sẽ tặng thêm cho mỗi bác một cái cái chân một cái chân 1 mét 2 nữa để các bác sử dụng khi mà các bác không gắn được giá cho em là 1 ,2 triệu 2 còn các bác lấy máy 12 tia thì lấy cho em mã Akuza mã 3D này nhá Cái con 16 tia này này thì các bác gọi cho em là mã Akuza 4D Còn con này là mã Akuza 3D Đấy, Máy 12 tia xanh của Akuza mã 3D cho em giá là 1, ,1 triệu mốt Đấy, phụ kiện nó cũng như con 16 tia luôn Giá rất chi là rẻ luôn Các bác cứ nhanh tay là mình có đơn Tiếp theo sẽ là một con máy cưa xích pin Nào đây, cưa xích pin này của bên em Sẽ kèm theo cho các bác là hai pin nhé hai pin 10, xe cho pin phổ thông một lam một xích đi kèm Lam nó sẽ là loại lam dài đấy Lam dài 15cm luôn các bác ạ à. Tiếp qua bên này nó sẽ là rất là nhiều các mã máy cắt cầm tay Các bác có thể là tham khảo cho em này Máy cắt cầm tay chuôi ngắn hoặc là chuôi dài cho em. Đây, các bác tham khảo cho em cái mã máy chuôi ngắn của Getman này đi. Con này nó sẽ sử dụng công tắc đuôi này các bác này. Đấy, chổi than bên ngoài cho em nhá. Thường như cái máy cắt mà các bác sử dụng công tắc đuôi nó sẽ rất là bàn công tác luôn. À, chổi than bên ngoài và con này công suất là 750W Vòng đua là 11.000 vòng trên 1 phút Đây, phụ kiện đi theo nó sẽ có máy tay cầm tay mở và ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ luôn cho em Dùng điện 220V Cái này các bác gọi cho em là máy mài xanh của Getman nhé Giá 350k hộ em Kèm theo sẽ có máy tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ Và em tặng cho mỗi bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50k như thế này nữa Đấy, các bác mua thì mình nhanh tay Cái con này số lượng nó không còn nhiều đâu Nên là các bác mua thì cứ nhanh tay cho em là được nha Khoan Magita pin 5 cell đây các bác Đây, con này Con này giá siêu rẻ luôn cái Chất lượng cực kỳ là ok Bác nào mà xài gia đình dùng cái con này thì tuyệt vời luôn cho em Gọi cho em nào khoan pin Magita 5 cell các bác nhá Giá 550k thôi, em bao ship cho các bác Có 3 chức năng này và điều chỉnh 25 cấp độ trượt Đầu kẹp 10 ly Máy sử dụng động cơ có chổi than pin 5 cell như thế này Pin 21V và nguyên bộ này sẽ có bao gồm này một thân máy, hai bi và một sạc đi kèm. À pin của nó là pin 5 cell và phụ kiện đi theo sẽ có hơn 20 chi tiết mũi khoan và vít đi kèm luôn các bác nhá. Gọi tên là khoan Makita pin 5 cell giá 550k. Đấy còn bác nào mà lấy Makita pin 10 cell là cái mã này này. Đấy ở đây nó còn thiếu quả pin nữa. Cái mã Makita 10 cell này thì đầu máy của nó sẽ là đầu 13 ly, có 3 chức năng này và điều chỉnh 20 cấp độ trượt đây các bác sẽ có theo hai pin nhá để em sẽ lắp pin thử và cho các bác xem. Con này xài cực êm luôn cho em. Đây các bác lắp cái pin vào. Đi theo máy có hai quả pin 10 xem như thế này luôn ạ, à. chân pin phổ thông đây các bác ơi. Đây. Nắp vô. Con này thì nó sẽ có ba chức năng luôn nhá. Các bác vừa có chức năng bắn vít này, khoan và búa khoan tường, điều chỉnh 20 cấp độ trượt trên. máy sử dụng động cơ không chổi than. Nguyên bộ nó sẽ có bao gồm một thân máy, hai pin, một sạc ạ. À. Ngày hôm nay em thanh lý tới tay các bác giá chỉ có 950.000 thôi các bác nha 950.000 đồng thôi các bác được hỗ trợ bao ship và tận nơi luôn cho em Tiếp theo sẽ là một cái thân đèn sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng như này cho em Các bác gọi cho em là thân đèn màu đen nhá Cái thân đèn này nó sẽ có 16 cái bóng led Đấy, chân pin phổ thông về các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông Chân pin hai cạnh khoảng cách nhau 4cm chẳng hạn như cái cái pin của cái con Makita 10 cell này này là các bác sẽ sử dụng được cho cái thân đèn này. Bác nào hay đi làm việc những nơi thiếu ánh sáng mình nên mua một cái thân đèn như thế này sẽ rất là tiện luôn cho em. Giá cho em là 160 000 ngày hôm nay em thanh lý lộ vốn cho bác cái giá cái thân đèn này nhá, 160 000 thôi bao ship cho các bác. Và thân quạt nữa này. Đây, Thân quạt thì bây giờ ở miền Bắc thì các bác đang vào lạnh rồi thì các bác giá nó đang sale rẻ như thế này thì các bác cứ mua về Mình dùng được thêm ngày nào thì mình dùng còn không dùng thì đến sang năm mình dùng Bởi vì là cái này nó đang có cái mức giá tốt mà đến sang năm thì cả năm nó sẽ không có cái sản phẩm này để mình mua nữa Cho nên là các bác cứ mua về để dành để xài nhá Để nó không có hỏng hóc gì được cả đấy, cái này nó toàn bộ được sơn tịnh điện hết mà cái lòng quạt của nó sẽ là 2 3 cm. Còn các bác mà trong miền Nam thì cứ dùng quanh năm ngày tháng rồi, các bác có thể mang đi đâu cũng được, đi làm, đi chơi đi đâu cũng được luôn cho em. Nó vẫn sử dụng chân pin phổ thông nha, quạt siêu mát luôn cho em và siêu bền luôn cho em các bác ạ. À, thân quạt ngày hôm nay sẽ có mức giá 230 000 em bao ship, nhưng đặc biệt ngày hôm nay bác nào có đơn hàng lấy hai thân đèn hoặc hai thân quạt hoặc các bác lấy hai món một thân đèn một thân quạt em sẽ giảm giá cho các bác 30 000 nha tiếp theo sẽ là một cái máy phun sơn điện ạ à. Máy phun sơn điện sử dụng điện 220V và công suất 500 à 50, 550W cho em giá cho em sẽ là 650.000 các bác ơi máy màu đỏ này rất chi là đẹp và chắc chắn luôn cho em tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm giá cực hời cho các bác trong ngày hôm nay đây là một cái thân máy hu can Thân máy khoan pin 3 chức lăng các bác ạ à. 3 chức lăng điều chỉnh 20 cấp chuột nha Đây là cái thân máy Hukan 522 Các bác nhớ gọi cho em là thân Hukan 522 Thân này lưu ý cho em chạy động cơ có chổi than rất là mạnh mẽ Motor 775 Đầu kim loại 13 ly Và chân pin sẽ là chân pin phổ thông cho em Ui dồi xài bao khỏe, bao rẻ cho các bác ngày hôm nay thanh lý sập sàn cho các bác với mức giá là 440.000 đồng nha các bác ơi 440.000 đồng một cái thân máy hàng chính hãng quá là rẻ luôn rẻ hơn là cả một cái cái thân máy hàng nhái luôn các bác Đấy, hàng chính hãng của Hukan nha số lượng còn quá là ít nên là em sẽ thanh lý rẻ cho các bác là 440k các bác nhanh tay lên đơn cho em nhá tiếp theo sẽ là một cái bộ cờ lê GT của Mỹ Siêu xịn sò luôn cho em Có từ cờ lê 8 cho đến cờ lê 24 luôn Chất liệu bao đẹp bao bền cho em sáng choang luôn này các bác này Một đầu là cờ lê một đầu là tròng như này nha Các bác gọi cho em là bộ cờ lê của Mỹ Từ 8 đến 24 giá cho em 300 nghìn 300 nghìn em bao ship toàn quốc cho các bác đó, bác nào có những cái máy mài một tấc rồi nhỉ Đây các bác có thể tham khảo Mua cho em một cái bộ lam xích như thế này Đây là bộ lam xích 12 inch nha À, giá của nó sẽ là 180.000 thôi Nam của nó sẽ dài 34cm các bác ạ Về các bác lắp vào những cái máy mài một tấc này nhá Cái bộ sản phẩm này chưa kèm theo máy cắt Về các bác lắp vào máy pin hoặc máy điện Cứ máy một tấc là các bác lắp được Sử dụng để cắt cây, cắt gỗ Ok luôn cho em Đấy, nguyên bộ này nó sẽ có nguyên hộp như này Mở ra nó sẽ có đầy đủ những cái chi tiết này Các bác về các bác lắp vào máy cắt nữa thôi là các bác xài được nha Đó đủ cái túi ốc này nhận hàng kiểm tra giúp em đủ cái túi ốc này Này những cái phụ kiện như thế này có lam có xích này tay cầm này ốp chắn này và loại đựng dầu như này nữa thế là đủ bộ về là mình nắp vào máy cắt nữa thôi là xài ok luôn cho em nha máy cắt gạch của Huka này các bác ơi sử dụng lưỡi 110 ạ à. giá cho em 750.000 thôi đấy còn quá trời đồ lưỡi luôn còn quá là nhiều luôn nha Đấy, bác nào mà quan tâm cái con máy bu lông của Hukan X4 này không? Cái này các bác có thể là mua thân máy hoặc là mua chọn bộ cho em nhá. Ngày hôm nay em thanh lý cho bác thân máy là 500 còn chọn bộ sẽ là một triệu mốt thôi Úi dồi ôi rẻ lắm Cái con này thì nó rất là nhỏ gọn Cái chiều này nó tầm 11cm thôi các bác ạ Đây đầu bu lông rỗng nhá Bu lông 1 phần 2 bu lông rỗng logo dập lỗ như này Nguyên bộ nó sẽ có một máy hai pin một sạc các bác ạ Pin là pin 10 xeo đấy Pin 10 xeo trên pin phổ thông như này Giá cho em là một triệu mốt là nguyên hộp nhá Còn thân máy là 500 Đấy, bên này sẽ là một con máy khoan gia đình Khoan kim Colaki Màu đỏ rất là đẹp luôn Con này đầu 13 ly có khóa mở các bác ạ Và cái này thì nó sẽ có búa để khoan tường nhé à, Con này nguyên hộp cho em Bác làm mà xài gia đình thì con này thì tuyệt vời luôn rồi Giá cho em là 450.000 thôi Công suất 680W các bác ạ Đặc biệt con này nó sẽ có búa nhé Có búa để hỗ trợ khoan tường luôn đấy ạ Logo dập nổi này Máy kim Colaki cho em Quá là đẹp luôn ổ cắm đúc siêu bền đây để phục vụ cho anh em thợ công trình. Các bác chọn xem ổ 3 lỗ hoặc 5 lỗ nhá. Đồng giá nhau 45 một ổ các bác. ổ 5 lỗ các bác sẽ cắm được cả phích tròn, phích dẹt. Đấy còn ổ 3 lỗ thì cắm phích tròn thôi. Tuy nhiên cái ổ 3 lỗ thì nó sẽ có đèn nét báo điện luôn. Rất là xịn xò luôn. Cái dòng này thì bao đập nha các bác lấy búa đập không vỡ. Bộ khẩu 27 chi tiết này ạ. Bộ khẩu 3, 27 chi tiết có từ khẩu 8 đến khẩu 32, khẩu 1 phần 2 Có cần mở tay và những cái chồng lối dài như thế này Có cái ngót ngoéo như này nữa này Hộp của nó sẽ là hộp tôn nhá Rất là bền luôn Giá cho em sẽ là 500.000 thôi các bác ạ Bơm đạp chân 2 bít tông này Sử dụng bơm xe máy, xe đạp bộ bô tô Giá cho em là 250.000 ạ Em bao ship trên toàn quốc Đấy bên này thì em còn rất là nhiều các mã sản phẩm hay nữa nhá Đấy các bác có nhu cầu thì mình cứ nhanh tay alo để đặt hàng cho em Bên này là một cái sản phẩm mà đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay Mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm luôn Các bác nhìn giúp em là cái thân đèn của Hukan nhé Em sẽ có 3 mã để gửi tới các bác Mã đầu tiên sẽ là cái thân đèn này là 16 bóng nét Giá cho em là 195.000 các bác ạ Kết hợp cổng USB phía sau sạc được hai điện thoại luôn Đấy, đây này, kết hợp như này Em đang cắm thử cho bác xem đây cắm dây sạc điện thoại vào đây cho vào pin này Đấy, bật công tắc lên là sáng siêu sáng luôn cho em nhá đây là cái thân đèn 16 bóng này các bác lấy cái thân đèn 30 bóng thì sẽ là 260 á. cái nào cũng có kết hợp cổng USB hết này và cái này là 48 bóng nhá 48 bóng là 330 thôi Đấy, tất cả đều có cổng USB Thương hiệu chính hãng của Hukan Bóng LED nó sẽ siêu sáng và cái độ bền của nó cực kỳ là cao các bác có thể lựa chọn các bác lấy càng nhiều bóng thì nó lại càng sáng giá cực hời luôn mua một mà được hai đấy mình mua đèn vừa làm đèn soi mà lại còn có kết hợp chân sạc điện thoại luôn quá là tiện và quá là rẻ luôn các bác nhanh tay cho em là ok đấy bên này sẽ là một con máy khoan của Hukan mã 533 đây con này nguyên hộp cho em nhá nguyên hộp cho em ngày hôm nay sẽ có mức giá là 1 triệu 250 nghìn ạ con này logo dập nổi có 3 chức năng và đầu kẹp 13 ly cho em. Đi nguyên bộ sẽ có hai pin 10 sao các bác ạ, một sạc như này, nguyên hộp giá 1.250.000đ thôi. Các bác gọi cho em là Hukan 533 nhá, nguyên hộp giúp cho em là ok. Đó, bên này em còn rất là nhiều các mã sản phẩm hay nữa các bác ạ nhưng mà trong một cái đoạn video ngắn thì em không thể nào mà chi tiết hết được em xin hẹn gặp lại các bác vào một cái video sau nhé em sẽ giới thiệu tới các bác nhiều các mã hay hơn nữa các bác nhớ là đăng ký Kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo ạ Bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác